Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Hoàng Long Computer và mình là Quốc Cường. Đấy, một năm học mới đã chính thức bắt đầu rồi. Vì thế mà cái nhu cầu BBC về để đặc biệt đối với những các bạn học lập trình nhá. BBC để đáp ứng các cái nhu cầu các bộ môn lập trình như là Java Loran này hay là HTML này đang ngày một tăng cao và bức thiết anh em. Đấy, ở Hoàng Long Computer thì luôn trong tình trạng cháy hàng. Đấy, đùa anh em thế thôi, nhưng mà vì chúng ta là sinh viên, thế nên là cái ngân sách để lắp ráp lên một bộ PC thì cũng không quá là dư giả. Thế nên là việc để lựa chọn một cái bộ PC mà đáp ứng được đầy đủ các cái nhu cầu như là học tập ngon này, bên cạnh đó thì đặc biệt là nhu cầu giải trí sau giờ học căng thẳng, đặc biệt là chơi game ấy, thì cũng phải rất là tốt nữa. Bên cạnh đó thì sẽ có rất là nhiều bạn chúng ta tham gia vào các cái chương trình ngoại khóa của nhà trường này thì sẽ thiết kế các cái ấn phẩm truyền thông, thì cũng cần phải cần một bộ PC mà đủ mạnh để có thể làm được các công việc đồ họa 2D, 3D đúng không? Bên cạnh đó thì còn edit video nữa. Và bộ PC tôi giới thiệu đến anh em ngày hôm nay là bộ PC đáp ứng đầy đủ tất cả các yếu tố trên. Anh em có tò mò về cơ bản chi tiết không? Đây này, main chip RAM. Có một thứ mà anh em chắc chắn không thể bỏ qua. Cơ bản chi tiết thì tôi sẽ không bật mí ngay đâu, bởi vì có một thứ mà anh em không thể bỏ qua. Còn bây giờ thì cùng tôi đi lắp máy thôi nào. Sau một hồi miệt mài thì bộ PC của chúng ta đã xong rồi đây. Cá nhân mình đánh giá thì đây sẽ là một bộ PC cực kỳ tuyệt vời, mà phải gọi là hời nhất mà mình đã từng build từ trước tới nay. Anh em biết gì không? Bật mí giá luôn cho anh em là bộ PC này hiện tại đang có giá là 14 củ và anh em có đủ cả bộ PC. Như trong khung hình anh em đang thấy, thứ nhất là một cây PC chắc chắn rồi. Thứ hai là chúng ta có luôn một màn hình 24 inch IPS Full HD. Về độ hot của tấm màn này thì anh em có thể xem ở một cái video mình sẽ để ở góc của màn hình. Đấy, hot lắm anh em ơi, cháy hàng liên tục. Bên cạnh đó thì anh em sẽ còn được nhận một bộ bàn phím chuột này, bàn G và tai nghe gaming cực kỳ hot nữa. Đấy, tai nghe BK66 nhá. Rồi, bộ bàn phím chuột gaming. Bàn phím thì là bàn phím giả cơ nhá, chuột thì là chuột gaming nhá. Cũng là thương hiệu Edera cực kỳ nổi tiếng luôn. À mà anh em sẽ thấy là, mình còn thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi, còn thiếu bàn G chứ đúng không? Anh em cũng sẽ nhận được luôn một bàn G gaming cực kỳ xịn xò luôn. Bên cạnh là 14 triệu anh em có đủ 14 củ anh em có đủ bộ PC thì anh em 14 củ anh em sẽ còn cân đủ được mọi game luôn. Bởi vì sao? Anh em có 1660 Super. Đây mới là thứ ăn tiền mà ngay đầu video mình có nhắc đến này. Với 1660 Super, cá nhân mình đánh giá thì ở thời điểm này em này vẫn đang còn quá là hot và được rất là nhiều anh em gamer, cộng đồng game thủ săn đón. Nói quá hot thì cũng không hề ngoa đâu anh em, bởi vì ấy cái em 1660 Super này có hai điểm. Thứ nhất là điểm về giá. Giá hiện tại của em ấy thì đang rất là hot luôn. Hình như là đâu đó khoảng 4 triệu hơn. Đấy. Cái thứ hai là hiệu năng của em ấy mang lại thì đối với em này anh em vẫn có thể chơi đỉnh luôn các cái tựa game FPS nhá. Bên cạnh đó thì các cái game kiểu AAA ấy, anh em vẫn có thể dư sức chơi ở mức 2 và thậm chí là Very High Ultra vẫn rất là mượt mà luôn. Đấy, vì lấy ví dụ nha. Ví dụ PUBG ở mức Ultra Setting anh em có thể chơi được ở mức FPS trung bình khoảng tầm 89 FPS. Ngon đúng không anh em? Tựa game thứ hai đi. Tựa game khủng hơn thì Apex Legend. Anh em chơi ở mức Very High anh em vẫn chơi được ở mức FPS trung bình là khoảng tầm 98 đến 100 FPS. Ui, đỉnh luôn anh em ạ. Và cái thứ ba nữa là bên cạnh đó, ngoài cái công việc gaming thì
mình đã thử các cái hiệu ứng khi mà render hay là preview video ấy trên Premiere Pro, thì mặc dù video của mình đã thêm rất là nhiều hiệu ứng nhưng mà cái công việc chỉnh sửa vẫn rất là mượt mà. Và cái thứ hai không thể thiếu được, chúng ta có một em chip i3-10105F. Như anh em thấy đấy, em này có gọi là quốc dân và được sinh ra là để cho chơi game rồi anh em ạ, đúng không? Với 4 nhân này, 8 luồng, xung nhịp cơ bản là 3.7 và xung nhịp tối đa lên tận 4.4, rất là cao đúng không? Đây, em chip này quốc dân luôn. Cứ chơi game thì pick em này cho nó tiết kiệm, hiệu năng thì cực ngon mà giá thành thì lại rẻ. Và để tiết kiệm luôn cho cái giá tiền đi, mình sẽ chọn luôn ở đây là một bộ main Pram H510MK đến từ Asus. Đấy, bộ đôi này sinh ra là để thuộc về nhau rồi anh em. Về RAM thì PC gaming mà anh em, mình sẽ lựa chọn luôn một thẻ RAM 16GB, thoải mái cho anh em sử dụng đến tận vài năm sau luôn. Đây, thẻ RAM chúng ta sử dụng thì sẽ là thẻ RAM T4 16GB DDR4 với số bus là 3200. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu được em ổ cứng quen thuộc của chúng ta, em Advanced M2 PCIe Gen 3X4. Ở đây thì mình lựa chọn dung lượng là lên tới 256GB, thoải mái cho anh em chứa cái file bài tập này, dữ liệu học tập này, Java Lora rồi HTML OL, thoải mái luôn nha. Rồi, bên cạnh đó thì vỏ cây thì chúng ta lựa chọn thì sẽ là một em Kino K300 với sẵn 3 fan LED RGB. Và không thể thiếu được thì đó là một bộ nguồn 550W đến từ Aigo. Bộ máy tính của chúng ta ở đây, tôi đang ở đây, anh cameraman cũng ở đây mà. Cái thuận lợi là chúng ta lại cũng có luôn game ở đây. Đấy, buồn ngủ gặp chiếm anh em, tôi sẽ test luôn game cho anh em kiểm chứng luôn nha. Rồi, vào game luôn. Ở đây thì thôi, chỉnh gà nên là đồng với bot thôi. Rồi đây, mình đã vào trận luôn rồi đây anh em. Đấy nhá, mình sẽ show cái cấu hình cho anh em kiểm chứng nhá. Đấy, video này, ở đây là advanced video. Như anh em thấy ở đây nhá, mình đang để cấu hình là 2 hết này. Đấy, tức là đây đang là max setting luôn rồi anh em ạ. Rồi mình sẽ thử ra trải nghiệm xem sao nha. Hiện tại thì đối với một cảnh trống thì mình đang là khoảng tầm hơn 200fps, 280fps. Đây là một con số rất là cao luôn. Cá nhân mình thấy nhá, những cái hành động của mình này rất là mượt mà luôn đấy. Và đặc biệt là khi mà bước vào cái trạng thái như là bắn súng hoặc là giao tranh các thứ ấy, thì FPS nó cũng giảm, nhưng mà giảm vẫn đang trên 100. Ui, chết rồi. Đấy, 300 này. Mọi hoạt cảnh đều rất là mượt mà luôn, không hề có hiện tượng giật lag anh em ạ. Ui, khó thế, bắn với bot mà khó thế. Hiện tại thì FPS của mình chưa bao giờ là tụt dưới 100, 150 cả anh em ạ. Và độ chiếm dụng của card ấy là 58%. Và như anh em biết thì là con CSGO này là sẽ là một cái con game mà nó ăn rất là, nó sẽ dựa vào cái xung của CPU á. Thế nên là việc mà một CPU có xung cao á, nó sẽ rất là, ôi, nó sẽ rất là lợi. Ở đây thì em i3 của mình á, xung rất là cao rồi, là 3.7, mình đánh giá đây là một bước xung rất là cao. Tuy không phải là quá cao so với các cái em kiểu so với i5 hay là i7 được, nhưng mà mình đánh giá em này sinh ra cho gaming ấy, thì mình chơi game sẽ rất là mượt. Đấy, đặc biệt là CSGO, những cái game mà đòi hỏi cái FPS cao. Và cá nhân như mình là một cái người mà chơi chơi phổ thông thôi, mình không yêu cầu quá FPS quá cao kiểu các cái game thủ chuyên nghiệp, thì như này đối với mình là rất là ok rồi. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển ngay qua game khác để test xem thế nào nha. Và game này thôi anh em bỏ qua cái sự gùi mía của tôi nha. Đến với tựa game thứ hai đây rồi anh em. Tựa game thứ hai thì mình sẽ test cho anh em, đó là GTA 5. Ở đây thì mình đang ở mức setting là Ultra nha anh em. Ultra luôn, và như anh em thấy này, các thông số hiện trên màn hình nhá, FPS của mình đang là 113 này đấy, trung bình 113 anh em ơi. Rất là cao đối với một cái tựa game mà đến mức setting là Ultra. Cảnh vật xung quanh như thế, nét dã man và dường như không có một cái hiện tượng giật lag nào luôn ấy anh em ạ. Rồi bây giờ ấy, đấy, kiếm thêm tí súng, hack lên tí, kiếm tí súng đi bắn cho nó vui anh em ạ. Đấy rồi, đấy nha, đấy, ôi. Khi mà những hành động nó ra thì FPS nó sẽ tụt chắc chắn rồi. Và mình đánh giá là với mức thiết lập như này mà cái hiệu năng em ấy mang lại được như này thì rất là tuyệt vời luôn anh em. Đấy, cạnh vật rất nét luôn, không có giật lag gì luôn. Hiện tại thì FPS nó sẽ trung bình dao động khoảng tầm từ 70, trung bình sẽ là 70 anh em ạ. Đấy,
Ngon, rất ngon luôn. Lái xe cực kỳ mượt. Đấy, mình xuống đây mình sẽ xả súng cho anh em xem nhá. Đấy, chết này. Ui rồi ôi. Ui chết 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 cái sát này. Chết chết chết. 3 sao rồi. Sắp hết máu rồi anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa? Những tiếng xả súng này, cướp đường phố như này thì. Ui giời ơi. Sao chết nhanh thế nhỉ? Ngoài cái tựa game mà tôi vừa mới chơi ở đây thì tôi đã có test thêm một vài tựa game nữa và mời anh em chúng ta cùng kiểm chứng hiệu năng thực tế của em nó ngay sau đây. Bên cạnh những cái công việc mà gaming ấy, thì em này vẫn đáp ứng rất là tốt các cái tác vụ đồ họa cơ bản nha. Như là đồ 2D như là Photoshop này, AI này, hay là như các bạn đang thấy ở trên màn hình đây là edit video với Premiere Pro. Và như các bạn thấy ấy, đây với một video với rất là nhiều hiệu ứng thì máy chạy vẫn rất là mượt mà. Và mình đánh giá là đối với những cái công việc cơ bản thôi thì máy chạy rất là tốt. Còn như mà các bạn mà muốn kiểu các cái tác vụ nặng hơn, đồ họa nặng hơn ấy, thì máy chạy nó sẽ hơi đuối một chút. Tuy nhiên đối với cái nhu cầu phổ thông, máy chạy cực kỳ ngon luôn. Đánh giá chung một chút về bộ PC này nha. Với 14 triệu, anh em có gì? Anh em có tất cả những thứ anh em đang thấy ở trên màn hình đây. Mình đánh giá đây là một bộ PC rất là đa di năng, đa tác vụ. Đặc biệt là đối với nhu cầu gaming. Bên cạnh gaming thì anh em còn có thể làm các cái công việc đồ họa 2D cơ bản này, hay là edit video với Premiere Pro, After Effects các thứ. Rồi,
Nói đâu xa đâu, ngay một năm trước thôi, để với build được một cấu hình tương tự như này, anh em chắc đâu sẽ bỏ ra khoảng tầm hơn 20 triệu. Riêng mình em cản họa 1660 Super thôi đã gần là mười mấy triệu rồi đấy. Và ngay tại thời điểm này chỉ với 14 triệu và anh em đã sở hữu một cái dàn máy PC cực kỳ khủng như này, thì đây đúng thật là một cái cơ hội mà rất đáng để anh em đầu tư, đúng không? Anh em thấy sao về cái cấu hình PC này, đã đáp ứng được cái sự thỏa mãn trong lòng anh em chưa? Đấy, thì link cấu hình chi tiết và đặt hàng thì mình sẽ để ở phần mô tả để cho anh em tiện theo dõi và bấm luôn vào đặt hàng ngay nha. Và hay là nếu như anh em có muốn một bộ cấu hình PC như thế nào, hay là nhu cầu của anh em cụ thể ra sao, anh em chơi đặc biệt tựa game gì, hay là anh em muốn build một cấu hình PC kiểu chơi một mình Valorant hay là Apex Legends thôi, thì hãy comment bên dưới, tôi sẽ làm một bộ PC dành riêng cho anh em. Và biết đâu một ngày nào đó anh em sẽ là những viên gạch đặt nền móng cho sự thành công của HLC Channel thì sao nhỉ? Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau, và đừng quên follow Hoàng Long Computer để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.